cả nhà, thì hôm nay Nhi sẽ ốp một buổi ở cửa hàng để đi kiếm cơm thêm. Và bây giờ mời các bạn cùng Nhi đi vào buổi làm việc của Nhi nha. Là xem Nhi, công việc của Nhi làm là những gì nha. Thank you.
Và cuối cùng cũng không quên selfie cho mình vài tấm để làm kỷ niệm ha. Và mọi người xem video hết hết nhớ cho Nhi xin một cái kênh đăng ký và một like nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.